Xin chào bạn, xin giới thiệu bạn một chiếc bao da cho iPhone 8 và iPhone 7 của Mercury, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, dòng Blue Moon. Đây là một dòng bao da với khá nhiều ngăn ngăn ví ở bên trong để mình có thể đựng thẻ hoặc là thậm chí đã cả tiền. Đây là một sản phẩm của Hàn Quốc và được sản xuất tại Trung Quốc. Với ở đây mình có 3 màu: màu nâu, màu đen và màu đỏ rượu vàng. Bây giờ mình sẽ mở hộp để giới thiệu cho các bạn. Chiếc bao da này rất là tiện lợi với cái thiết kế những ngăn ví ở bên trong. Đây là thiết kế cơ bản của bao da này. Đây là một bóng bao da siêu bền với chất liệu da được sử dụng là da PU, một loại da công nghiệp cao cấp. Nó rất là dai và rất là chắc. Bền là cái từ chung dành cho những dòng bao da của Mercury. Ở đây thì còn có những cái lỗ để mình có thể móc thêm cái dây đeo. Chất liệu da này cũng sẽ giúp mình chống vân tay, chống mồ hôi rất là tốt. Bên cạnh đó thì viền cũng được may rất là chắc để chống bị bong chóc viền. Giữa hai mặt thì được giữ bằng quai cài có cái khóa nam châm. Bên trong cái khung bảo vệ máy là được làm từ nhựa dẻo để giúp chống sốc cũng như giúp mình thao lắp máy nó dễ dàng hơn. Cái khung này đặc biệt sẽ cùng màu luôn với cái màu da bên ngoài, nó mang đến một cái sự đồng nhất hơn cho chiếc bao da của bạn. Đó. Sau khi gấp lại thì chiếc bao da nó trông như một chiếc ví, bảo vệ cực kỳ tốt mọi góc, mọi cạnh, từ cái màn hình cho đến những cái cạnh viền đều được bảo vệ rất là kỹ. Cái khóa cài để giữ nó không bị rơi ra. Và bên trái như bạn thấy thì có đến 4 ngăn ví, 3 ngăn ví nhỏ mình có thể đựng thẻ ATM hay card visit rất là dễ dàng. Đây, các bạn có thể đi ra ngoài mà không cần phải cầm theo ví nữa. Thêm vào đó thì ở đây có một cái ngăn ví lớn hơn để mình có thể đựng giấy tờ, hoặc thậm chí là mình có thể đựng luôn cả tiền vào cái ngăn ví này nữa. Như vậy nếu bạn ra ngoài thì bạn cũng chỉ cần như thế này thôi, không cần phải mang theo cái ví vương víu làm gì nữa. Sau khi gấp lại thì chiếc bao da nó vẫn rất là gọn, không bị dày lên quá là nhiều. Tất nhiên cái khả năng bảo vệ của nó là tuyệt hảo. Thêm vào đó một tính năng nữa rất là hay, đó là khả năng dựng máy nghiêng được nhiều góc để hỗ trợ các bạn khi mà mình xem video thì chắc chắn hơn, tiện lợi hơn, không phải cầm máy ở trên tay rất là khó chịu và vướng víu. Mình sẽ mở hộp để cho các bạn xem thêm những dòng sản phẩm khác. Mercury có một cái thương hiệu con là Gooseberry, là cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm có nguồn gốc tại Hàn Quốc, văn phòng đặt tại Mỹ và sản phẩm này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Mercury có chất da rất là bền, mình đã bán khá là nhiều năm và khách hàng thường cảm thấy rất là hài lòng với cái chất lượng của bao da Mercury mang lại so với cái giá tiền của chúng. Nhưng ra mức giá khá là hời. Đây là cái phiên bản màu đen. Chất da của Mercury trông rất là tự nhiên. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc bao da iPhone 8 Mercury Blue Moon dành cho iPhone 8 cũng như iPhone 7. Sản phẩm có mã tại Lê Sang là 2571. Để đặt mua các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.